Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo vườn, tùy theo lái, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng thời điểm và chất lượng trái có bóng đẹp hay không, sẽ có sự chênh lệch nhau về giá từ 1 đến 2 ngàn đồng trên 1 kg. Tiếp theo sẽ là chi tiết bảng giá Thanh Long. Xin mời quý bà con và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe và theo dõi. Thanh Long, chuột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò đẹp 15.000, 14.000, 13.000 đồng một ký, bò sàn 13.000, 12.000, 11.000 đồng một ký, hàng dạt có mức giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Thanh Long, chuột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 13.000 đến 14.000 đồng một ký. Giá Thanh Long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng hàng hóa của sản phẩm. Thanh Long chuột đỏ miền Tây về vựa loại 1 20.000 đồng một ký, loại 2 15.000 đồng một ký, loại 3 10.000 đồng một ký. Chuột trắng đẹp miền Tây về vựa có mức giá từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký. Giá Thanh Long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng hàng hóa của sản phẩm. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả Thanh Long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.